Thưa quý vị, không thể phủ nhận những tiện ích của các sản phẩm từ nhựa và các túi ni lông trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thậm chí có thể nói túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần từ lâu đã gắn chặt với những sinh hoạt thường nhật và những thói quen của mỗi người. Tuy nhiên, việc sử dụng những sản phẩm này đã và đang để lại những hậu quả khôn lường đối với môi trường, với sức khỏe con người và hệ sinh vật. Theo các chuyên gia về môi trường, phải mất hàng trăm năm, thậm chí là hàng ngàn năm, các sản phẩm từ nhựa và ni lông mới bị phân hủy. Đặc biệt, ở những khu đô thị, thành phố lớn thì rác thải từ nhựa, ni lông hàng ngày thải ra môi trường là rất lớn. Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, thành phố Trà Vinh cũng triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa. Trong chuyên đề về văn minh đô thị kỳ này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự nâng cao nhận thức của người dân về rác thải nhựa. Hiện nay, túi ni lông và các sản phẩm nhựa đã trở thành vật dụng rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của người dân, ai cũng đều sử dụng. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ trong nhà ra phố, từ những chợ, cửa hàng nhỏ lẻ đến các siêu thị và trung tâm thương mại. Đi đến đâu cũng dễ dàng thấy rác thải nhựa được thải ra môi trường sống hàng ngày, hàng giờ. Với ưu điểm bền, chắc, tiện dụng và giá thành thấp, túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa hiển nhiên được người dân chọn lựa sử dụng trong chiều sinh hoạt cuộc sống. Một buổi sáng, chúng tôi có mặt tại chợ phường 6 để quan sát thói quen sử dụng túi ni lông trong việc mua bán của người dân. Có thể thấy, túi ni lông được các tiểu thương sử dụng là phương tiện chính và duy nhất để đựng hàng hóa. Mỗi gian hàng có từ 1 đến 2 kg túi ni lông để đựng các món hàng từ rau củ quả, thịt cá, các sản phẩm tươi sống đến các quầy bánh kẹo, quần áo. Chính quyền địa phương cũng có những chiến dịch ra quân vận động các tiểu thương và người dân nên hạn chế sử dụng các sản phẩm ni lông và nhựa dùng một lần. Thay vì một món hàng, các tiểu thương bán cho khách phải được bao bọc kỹ lưỡng bằng 2 chiếc túi ni lông, thì nay chỉ cần sử dụng 1 chiếc túi để gói hàng. Bên cạnh đó, các hội đoàn thể phường 6 còn vận động người dân nên xách giỏ đi chợ để hạn chế sử dụng quá nhiều túi ni lông, mua đồ mang về nhà và sau đó thải ra môi trường. Tuy nhiên, đến nay việc này cũng chưa thấy có nhiều chuyển biến rõ nét. Vì theo các hộ tiểu thương, mặc dù hiểu được tác hại của những sản phẩm từ nhựa và túi ni lông, nhưng nếu không sử dụng túi ni lông đựng hàng hóa cho khách thì không biết sử dụng vật gì để thay thế. Có mấy em nó vô phát cho mình, rồi cũng có tờ rơi với cái giỏ gì đó. Sơ qua mình cũng hiểu được, mình cũng ý thức được là cái đó mình bảo vệ môi trường gì đó. Rồi để cho mình giảm bớt cái vụ mà bọc như nào bọc như này, thì thấy vậy ô nhiễm môi trường, sau này bệnh tật dữ lắm luôn đó. Bây giờ thì nếu mà phường có phát động như vậy rồi, người dân phải có ý thức là để mình có đi đâu mình xách cái giỏ theo, cái giỏ đó để dành mình đựng hàng hóa, mình đừng giảm bớt cái vụ bọc này. Để quá trời, bây giờ nhất là môi trường cái này bị ung thư dữ lắm. Nếu mà chỗ nào bán bằng cái túi giấy thì cô cũng sẵn sàng cô mua để đựng, để giảm bớt cái này, mà để đây nó cũng bốc lên, nó cũng hôi quá trời luôn, chịu không nổi. Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức meeting với chủ đề Hành động địa phương tác động toàn cầu, nhằm vận động người dân trên địa bàn thành phố chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa trên địa bàn sinh sống. Theo đó, để từng bước loại dần rác thải nhựa khỏi cuộc sống của người dân, trước hết phải tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa, từ đó làm cho mỗi người dân thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa. Thay vào đó, sử dụng các túi giấy, các sản phẩm dễ phân hủy và dễ tái chế, thân thiện với môi trường. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân về phân loại, xử lý rác thải đồng nguồn nhằm quản lý tốt lượng rác thải hàng ngày của mỗi gia đình trước khi mang đến nơi thu gom, xử lý tập trung. Bên cạnh đó, cần có những chính sách ưu tiên, ưu đãi, khuyến khích những doanh nghiệp sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường, thay thế đồ dùng bằng nhựa sử dụng một lần. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn thành phố Trà Vinh cũng đã đẩy mạnh triển khai vận động cả hệ thống chính trị cùng chung tay bảo vệ môi trường, dần hình thành thói quen loại rác thải nhựa ra khỏi cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Các mô hình, các câu lạc bộ nói không với rác thải nhựa ở khóm, tổ tự quản, các chi hội đoàn thể từng bước phát huy hiệu quả. Từng thành viên ở các câu lạc bộ không chỉ thực hiện trước việc hạn chế và phân loại rác thải, mà còn là những tuyên truyền viên tích cực cho bà con, lối xóm và cộng đồng cùng thực hiện. Về phía hội phường 8 thì vừa rồi cũng thực hiện cái kế hoạch 100 của hội phụ nữ thành phố, thì hội cũng đã xây dựng được một cái câu lạc bộ là phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa một lần. Thì câu lạc bộ này vừa mới ra mắt ngày 13 tháng 9 vừa rồi là có 13 chị tham gia câu lạc bộ. Thì nói chung là các chị của câu lạc bộ là cùng hưởng ứng là đi chợ, là xách cái giỏ đi chợ, hoặc là đi chợ hoặc đi mua thức ăn mà thực phẩm mà chính á, thì sẽ xách cái cà mên hoặc cái tô để mà mình đi đựng, chứ không có sử dụng cái bọc. Đấy, rồi cái thứ hai nữa là vận động chị em hội viên là đi chợ mang cái giỏ, đồng thời là từ chối những cái quầy hàng mà người ta bán mà người ta đựng cái túi ni lông á, thì sẽ từ chối nhận những cái đó, mà chỉ nhận những cái thực phẩm rồi để vô giỏ rồi mang về. Hạn chế sử dụng túi ni lông thì Hội Phụ Nữ Phường cũng xây dựng để ra mắt cái câu lạc bộ hạn chế sử dụng túi ni lông. Thì trước mắt thì chúng tôi đã chọn Hội Phụ Nữ ở khóm 3 để gần chợ để ra mắt, thì cũng ra mắt xong thì cũng thành lập được 15 thành viên tham gia. Thì tiếp tục thì chúng tôi sẽ thành lập các câu lạc bộ ở các khóm còn lại để tuyên truyền vận động cho chị em hạn chế sử dụng túi ni lông một lần. Một buổi đi chợ để chuẩn bị bữa trưa cho gia đình, bà Nguyễn Thị Thanh Loan ở khóm 3, phường 6 mang về nhà trên 10 chiếc túi ni lông. Bất kể bà mua mặt hàng gì đều được người bán gói cho 2 chiếc túi ni lông. Từ khi tham gia vào câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông và những sản phẩm từ chợ dùng một lần, bà Loan được tuyên truyền, vận động cũng như hiểu rõ những tác hại của những chiếc túi ni lông này sau khi bà sử dụng và chúng được thải ra môi trường. Vì vậy, bà hiện nay khi đi chợ, bà Loan luôn mang theo chiếc giỏ cầm tay. Mỗi món hàng bà mua, bà chỉ nhận 1 chiếc túi để gói lại, thay vì 2 chiếc như trước đây. Thậm chí, đối với những món hàng không cần dùng túi ni lông để đựng, bà sẽ từ chối không dùng và để trực tiếp những món hàng đó vào giỏ xách. Thì trên địa bàn thành phố bây giờ thì tôi thấy nói chung là sử dụng giấy thì có cửa hàng bán, nhưng mà nó chỉ là bán đại trà phục vụ cho là đựng là cà phê, những thức ăn khô thôi. Còn mà bán mà giấy đại trà thì tôi nghĩ là thí dụ như cơ quan thành phố mình nó phải thành lập ra một cửa hàng phải đặt cạnh một cái chợ hoặc là 2 chợ đặt giữa một cửa hàng, là mình bán là nhất là thí dụ như hạn chế mà đi chợ mà sử dụng các thải nhựa đó, thì mỗi cửa hàng nó có thể mình kết hợp là bán túi gói là từ sản xuất từ lục bình hay là những đó. Khi mà mình sử dụng xong rồi mình bỏ ra môi trường nó cũng phân hủy, là cái thứ nhất. Với cái thứ hai nữa là thí dụ như chị em rồi, thí dụ trong nhà gia đình nó cần đi chợ thì có thí dụ như nhà nước mà bao đại trà hết thì cái chi phí nó không đủ đâu. Tôi nghĩ từng người dân mình á, thí dụ như giờ gia đình tôi thì dù có thể tôi sẽ mua lần nửa ký bọc giấy, rồi lớn rồi nhỏ là vừa gì đó. Vì trước khi đi chợ thì tôi lấy 2 bọc giấy đó bỏ vô túi. Rồi khi mà tôi đi mua thịt á, thịt để phân biệt giữa mùi rau hay là cá gì đó thì bỏ vào những cái túi đó. Bên cạnh những giải pháp thiết thực cụ thể được các địa phương trên địa bàn thành phố Trà Vinh thực hiện nhằm thay đổi nhận thức và dần hình thành thói quen hạn chế rác thải nhựa trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi người dân, hiện nay, ở các trường học trong thành phố, các hoạt động giáo dục ý thức cho học sinh không dùng những sản phẩm từ nhựa cũng rất hiệu quả. Không chỉ mang lại kết quả tức thời, mà thói quen tốt về bảo vệ môi trường sẽ theo các em đến hàng chục năm của một đời người. Việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em thiếu nhi, học sinh vì vậy sẽ mang tính chiến lược lâu dài, chưa tính đến việc các em là những tuyên truyền viên nhỏ có tác động tích cực đối với gia đình, cha mẹ. Thầy nói là nếu không nên sử dụng túi ni lông, thay vào đó là sử dụng túi vải, hoặc còn không nên đựng thức ăn bằng hộp xốp, thay vào đó thì mình đựng bằng cái gà mên cũng được. Ly thì mình mỗi bạn chuẩn bị một cái bình inox như thế này nè để thay cho ly mũ để uống nước. Còn bên cạnh đó thì chúng em cũng đã hạn chế là không bao tập bằng giấy kính đã bán sẵn nữa, mà đã thay vào giấy báo và giấy màu. Mình nói là cha mẹ ơi, đừng có sử dụng như rác thải bằng nhựa nữa. Trường học con nói là những rác thải bằng nhựa sẽ gây cho ô nhiễm môi trường rất là nặng. hãy góp phần để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp hơn. Ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, phường 8, thành phố Trà Vinh, việc vận động học sinh nói không với rác thải nhựa được nhắc đến hàng ngày, hàng giờ và trong mỗi tiết học. Có thể thấy các khẩu hiệu áp phích được nhà trường dán ở nhiều nơi trong khuôn viên, những nơi dễ nhìn thấy nhất, trong các lớp học nhằm nhắc nhở học sinh phải ghi nhớ và phải nghiêm túc thực hiện. Chỉ bằng việc đến lớp mang theo ly inox đựng nước uống hay không mua hàng bánh đựng bằng túi ni lông là các em đã góp chút sức bảo vệ môi trường sống xung quanh. Trường con đã có từng tổ chức cái lễ phát động đó và con cảm thấy là việc này rất là thiết thực và ý nghĩa. Nó nhằm bảo vệ môi trường của chúng ta và cũng chính là bảo vệ sức khỏe của con người chúng ta thôi. Khi mà đến trường thì con sẽ đem theo bình giữ nhiệt để đi học. Thay vì lúc trước là con thường hay mua chai nước suối để con uống. Còn lúc mà ở nhà thì con sẽ khuyên mẹ con đi chợ là nên đem theo vỏ sách hoặc là túi vải để mang theo. Con là mỗi người còn phải có ý thức tự bảo vệ chính cuộc sống của mình, là phải hạn chế sử dụng túi ni lông, bao bì ni lông, những cái sản phẩm nhựa chỉ được dùng một lần. Thì trường cũng có tổ chức một cái chiến dịch nói không với rác thải nhựa. Thì qua cái chiến dịch này thì cũng nhằm là mang cái ý nghĩa là giáo dục cho học sinh về cái nhận thức, chứ hết là về nhận thức là các em biết được những cái tác hại của rác thải nhựa. Rồi qua đó thì từ cái nhận thức dẫn đến cái ý thức của các em là sẽ biết được là mình nên làm gì để tránh được cái rác thải nhựa trong trường học cũng như là ở trong nhà của các em hay là ở ngoài xã hội. Sẽ rất khó để nói không với rác thải nhựa trong một sớm một chiều. Trong khi việc sử dụng túi ni lông và sản phẩm làm từ nhựa của người dân đã trở thành thói quen hàng chục năm qua. Tuy nhiên, ngay từ hôm nay, ý thức của cộng đồng, xã hội và mỗi người dân cần phải thay đổi để bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta. Không cần quá lớn lao mà ngược lại chỉ bằng những việc nhỏ hàng ngày rất đời thường như khi đi chợ mang theo giỏ sách, từ chối sử dụng túi ni lông khi không cần thiết, phân loại rác thải từ đầu nguồn, không vứt lung tung bừa bãi. Quyết tâm hành động và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không dùng đồ nhựa một lần. Phấn đấu đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Mỗi người dân đô thị hãy thực hiện trước, hãy là những người dân thông thái, thân thiện với môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề về chân mây đô thị của Đài Truyền hình Trà Vinh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.